Chào mừng, cảm ơn quý vị khán giả của đài VNA TV và giữa làn sóng đi theo dõi chương trình Tài năng trẻ ngày hôm nay. Một lần nữa đến với chương trình, chúng tôi có vị khách mời đặc biệt là luật sư Nguyễn Quốc Lân. Anh là phó chủ tịch của hội đồng học khu Garden Grove, chia sẻ với chúng ta một vài cái vấn đề, đặc biệt là cái cho cái việc là đem cái ngôn ngữ Việt Nam dạy toàn phần trong cái học khu. Kính sư luật sư Lân, để là một cái người dân cử gốc Việt vào một học khu như vậy để mà làm việc, tranh cử vào đó là sự khó khăn, và sau đó anh dùng những cái position của anh ở bên đó để tranh đấu cho những cái sự quyền lợi của người Việt Nam của chúng ta, song song với đó thì những quyền lợi của những sắc dân khác, thì trong cái tương lai anh thấy cái chương trình này nó benefit của họ rất là nhiều, của học sinh chúng ta, để làm gì để những người phụ huynh để tiếp tục hỗ trợ cái chương trình này để có thể lan rao rộng lên những cái những nơi khác, những thành phố khác của Cali chúng ta, thưa anh? Dạ vâng, vì là cái lợi ích của cái chương trình giảng dạy Việt ngữ như là ngoại ngữ trong trường, chúng tôi hiện nay đã mở rộng cái chương trình dạy Việt ngữ như ngôn ngữ trên tất cả các trường trung học cấp 2, tức là trường high school. Chúng tôi đang từ từ đưa đến tất cả các trường trung học cấp 1, tức là trường intermediate school. Và cái chương trình mà dạy Việt ngữ toàn thời gian từ lớp mẫu giáo lên sẽ bắt đầu là thí điểm là trường Murdy, nhưng mà sắp tới họ có thể lan rộng ra các trường khác nếu mà có thầy cô giáo giảng dạy. Và sắp tới đó, chúng tôi muốn trong thời gian phát triển được cái chương trình dạy ngôn ngữ toàn thời gian, chúng tôi hy vọng là có chương trình dạy Việt ngữ sau giờ học bởi các hội Boys and Girls Club. Họ có thể giảng dạy Việt ngữ thay vì các em phải đi học vào cuối tuần chẳng hạn. Các em có trường lớp, có thầy cô trong dạy after school ở các trường để phụ huynh có thể chọn lựa đưa con em ở lại học tutoring, có giờ làm tutoring, làm homework của em và thêm một giờ dạy Việt ngữ. Tôi nghĩ hy vọng có cái cơ hội làm như vậy. Và trong tương lai sắp tới, chúng hy vọng làm việc đối với cái vị dân cử gốc Việt khác ở cấp tiểu bang, cấp liên bang hoặc cấp quận. Mình có thể mở, có cái tài trợ của tiểu bang đó để mở cái chương trình Việt ngữ dạy như trong chương trình cử nhân tại các trường đại học ở đây. Ví dụ Cal State Fullerton, UC Irvine hoặc là Cal State Long Beach. Khi có chương trình Việt ngữ mà bằng bachelor như vậy, thì các em mới có cái gọi là cái bachelor, bằng bachelor ra để các em có thể quay trở lại xin cái credential dạy tiếng Việt để có cái bài bản trở lại để các em dạy tiếng Việt ở trường, và mấy các em có cái cơ hội lên học master về tiếng Việt chẳng hạn, như là master về tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp hay tiếng Đức thôi, hay là các em có thể tiến sĩ PhD về cái chương trình đó. Ở đó là những cái môi trường các em có thể nghiên cứu về vấn đề ngoại ngữ là một chuyện, các em có thể dùng cái đó để nghiên cứu chuyên môn về vấn đề lịch sử, về văn chương, về xã hội, về tâm lý chẳng hạn. Tại vì ở cái ngành đó, ví dụ như tôi tưởng tượng một cái chương trình cao học ở chương trình tiến sĩ, các em có thể trình luận án về chuyện Kiều, về luận án về lịch sử về Trần Hưng Đạo, Trần Bạch Đằng Giang, so sánh với cái lịch sử thế giới như thế nào chẳng hạn. Thì cái đó mình có cái cơ hội mở rộng ra trong hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ, mà chúng ta có cái cơ hội lưu truyền được không những là ngôn ngữ mà văn hóa về xã hội của Việt Nam rất nhiều. Mà nên nhớ rằng cái rất là quan trọng ở Hoa Kỳ mình có thể làm được, trong khi Việt Nam những cái chương trình đó mình luôn bạc dành, cho nên cái nhu cầu ở Việt Nam mình cần làm ở đó nhiều, mà mình dùng trong cái hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ để làm cái đó, với cái tài trợ của chính phủ, chính quyền để làm cái đó, mà cái đó là chuyện chính đáng. Tại vì tiếng Việt là một cái tiếng quan trọng ở tiểu bang California, là một cái ngôn ngữ quan trọng thứ hai chỉ sau tiếng Spanish thôi. Chúng ta thấy ở tiếng Tây Ban Nha, ở California là giống như một nửa là Tây Ban Nha rồi. Tiếng Việt là tiếng thứ hai sau cái đó, hơn cả tiếng Hoa. Tại tiếng Hoa nó có hai nhánh, một nhánh là tiếng Cantonese, là tiếng Quảng Đông, cái nhánh là tiếng Mandarin, là cái tiếng Quan Thoại. Nếu mà gộp lại thì người Việt Nam mình thua người Trung Hoa, nhưng mà nếu mà tách hai cái ngôn ngữ đó ra đó, Việt Nam mà tiếng Hoa, cho nên cái tiếng ngôn ngữ thứ hai là tiếng rất là quan trọng cho vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh, cho vấn đề phát triển về tình báo của California rất là quan trọng. Cho nên cái tầm quan trọng với Việt ngữ rất là quan trọng, chứ không phải là chuyện như là chúng ta chỉ nói chuyện trong cộng đồng. Cho nên phải có người đại diện của chúng ta ở cấp tiểu bang, cấp liên bang trình bày chính quyền hiểu được rằng cái tầm quan trọng đó, để chúng ta có cái cơ hội đầu tư để mà phát triển cái lớn mạnh của chương trình Việt ngữ tại toàn tiểu bang này. Mà ông vẫn biết là đại học thì là cái môn Việt ngữ, Việt văn là đã được công nhận rồi. Có không biết ở trung học chưa? Ở đại học bây giờ như trường UC Irvine, Cal State Fullerton, Columbia nó có dạy Việt ngữ, nhưng mà dạy giống như elective, một cái chương trình đó thôi.
nó không phải là cái chương trình cử nhân, nó chưa qua chương trình cử nhân để lấy cái cử nhân, giờ chưa có chương trình cử nhân, tại vì nó có chương trình cử nhân đó là phải có nguyên cái department đã chuẩn bị cho cái đó, phải có tiền tài trợ vô cái đó, chứ không phải hiện nay mình họ chỉ có các thầy cô dạy cái chương trình Việt ngữ thôi, các thầy các sinh viên học lớp một hai lớp Việt ngữ rồi thôi, nó không có chương trình đào tạo đi đến cử nhân. Rất là cảm ơn những chia sẻ và những cái plan, những kế hoạch mà chúng ta thấy rất là hữu ích cho cộng đồng Việt Nam chúng ta nói chung. Kính thưa quý vị, vì trong cái phạm vi nhỏ hơn thì ngày 31 tháng 3 sắp tới đây, câu lạc bộ tiền nghệ sĩ sẽ có chương trình kỷ niệm 8 năm thành lập câu lạc bộ tiền nghệ sĩ. Cảm ơn anh có thưa một số chương trình trước đây là để tài trợ cho cái chương trình đào tạo phát triển tài năng trẻ, một chương trình hoàn toàn miễn phí mà các em thiếu nhi đang theo đuổi chương trình này. Thì câu lạc bộ tiền nghệ sĩ sẽ trong cái ngày 31 tháng 3 chúng ta cũng phát hành vé số để tài trợ chương trình này, thì mời chị Hồng Vân có thể chia sẻ thêm về vấn đề này cho chị. Dạ vâng, thì như là hội trưởng Cao Minh Hưng đã vừa mới nói đó, thì câu lạc bộ tiền nghệ sĩ đã được thành lập 8 năm nay do kêu bằng nhạc sĩ và nha sĩ Cao Minh Hưng đồng thành lập cùng với lại cố nhạc sĩ Anh Bằng. Thì năm nay là đã 8 năm rồi đó. Thì vào ngày 31 tháng 3 sắp tới đây là tối thứ bảy tại nhà hàng Majesty đó, thì sẽ có một cái buổi gọi là lễ kỷ niệm. Thì trong ngày đó đó thì ngoài cái buổi tiệc buổi tối dạ tiệc, tôi có bữa tiệc mình chúng ta cùng ăn tối với nhau, thì có một chương trình phù diễn văn nghệ rất là hùng hậu của những người lớn, rồi các em nữa cũng có sẽ trình diễn văn nghệ nữa. Quý vị sẽ được thưởng thức những màn hát rồi múa rồi hợp ca vân vân. Rồi sau đó đó thì bây giờ hiện nay đó thì có câu lạc bộ tình nghệ sĩ có in sổ số trước, thành ra là trước cái ngày mà quý vị đến dự tiệc đó, quý vị có thể mua trước sổ số là chỉ có $5 mà thôi, mà có những cái cơ may là chúng cái giải độc đắc đó là một cái TV 50 inches Samsung TV 50 inches. Ngoài ra thì còn có những cái giải khác là chúng laptop, hoặc là chúng một cái sâu chuỗi ngọc trai, hoặc là King of Herbs Saga Mushroom. Là những cái giải cũng rất là giá trị, thì chỉ có $5 thôi. Quý vị có thể mua trước, rồi nếu mà quý vị mua nhiều khi tặng cho bà con, còn nếu mà bữa đó mà quý vị đến tham gia được đó thì giữ chỗ để chúng tôi có thể xếp chỗ cho quý vị. Thì dạ tiệc với lại coi văn nghệ chỉ có $35, VIP là $45. Quý vị có thể liên lạc với lại hội trưởng câu lạc bộ tiền nghệ sĩ là nha sĩ Cao Minh Hưng đây ở 714-403-9315, hoặc là chị Lisa Trần ở 714-837-5793. Hai số điện thoại này đang hiện lên trên màn ảnh của quý vị. Một lần nữa quý vị có thể liên lạc với nhạc sĩ Cao Minh Hưng đây 714-403-9315, hoặc là chị Lisa Trần 837-5793 để mà mua những cái vé số này trước cũng được, chỉ có $5 thôi. Trước mua vui sau là để chúng ta cùng góp một bàn tay để cho cái chương trình mà để đào tạo và phát triển các em thiếu nhi, bởi vì 2 năm nay thì hơn 5 rưỡi phải không ạ? Thì là đã đào tạo được cũng hơn 50 em rồi phải không anh Cao Minh Hưng? Là những em như là em Hillary đây là đã join với lại câu lạc bộ tình nghệ sĩ thiếu nhi cũng một năm nay mà bây giờ hát hay như vậy đó. Hồi nãy mới hát bài xin cho nở một nụ cười, thành ra là em hát rất là hay phải không thưa quý vị, mà lúc mà hát thì cũng trau dồi thêm Việt ngữ nữa phải không luật sư Lân? Đồng ý không ạ? No, actually khi các em tham gia chương trình như thế này đó, nó phát triển cái khả năng suy nghĩ của các em đúng rất là nhiều. Cái khả năng năng khiếu về nghệ thuật, nó là cái khả năng giống như trong trong khoa học cũng như vậy. Với lại, teamwork các em nó tạo nên cái sự tự tin hơn. Các rồi. Em có thể ra trình bày và các em dễ thành công hơn ở cái ngành ngoài khác chứ không phải là ngành nghệ thuật không. Các em học lớp kia nó các em dễ thành công hơn. Ở ngoài trong ngành khác hay là ra đời các em dễ thành công hơn. Tại em có cái sự tự tin hơn trong cái chữ trình diễn hay là hiểu biết về vấn đề nghệ thuật của các em. Kính thưa quý vị, mãi nghe luật sư Lân chia sẻ cái đề tài ngày hôm nay rất là thú vị. Chắc chắn là trong cái kinh nghiệm 16 năm anh làm việc trong học khu Garden Grove, rất là nhiều đề tài liên quan tới thế hệ trẻ mà Cao Minh Hưng chắc chắn sẽ bắt cóc anh một lần nữa đến với chương trình, biết anh rất là bận rộn.
cùng đến với chương trình để chia sẻ những vấn đề mà anh thấy cảm thấy quan tâm, mà những vị phụ huynh theo dõi chương trình cũng cần nên biết, để chúng ta có thể một cái hướng đến cho những thế hệ trẻ tương lai. Chắc chắn anh sẽ chia sẻ thêm và hy vọng anh sẽ nhận lời đến để trả lời chương trình. Kính thưa quý vị, thì thời lượng chương trình hôm nay rất tiếc là đã hết, thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị theo dõi chương trình một lần nữa, thì mong quý vị đến để ủng hộ chương trình kỷ niệm 8 năm thành lập câu lạc bộ Thượng nghệ sĩ, sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 31 tháng 3 lúc 6 giờ tại nhà Majesty. Cũng cảm ơn chị Hồng Vân đã giới thiệu về cái chương trình này cũng như là cái tấm vé số. Mong quý vị hưởng ứng đến để một cách thì chúng ta tiếp tay để các anh chị trong ban điều hành có thêm những cái nguồn quỹ để tiếp tục tài trợ cho cái chương trình này. Đến giây phút cuối chương trình thì mời luật sư có đôi lời chúng ta chia sẻ với quý vị, thưa luật sư. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Cao Minh Hương đã cho tôi có cơ hội tham dự chương trình này. Cảm ơn chị Hồng Vân, chị Hillary, rất hân hạnh được gặp Hillary ngày hôm nay. Cảm ơn chị Hồng và Hồng Vân nữa. Thực ra chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng như là cái chương trình phát triển tài năng của em, tôi thấy đây là cái đóng góp rất là quan trọng. Phải nói rằng những đóng góp này nó đòi hỏi cái sự hy sinh của rất là nhiều người, không những là bác sĩ Minh Hương, chị Hồng Vân không, mà các phụ huynh cũng hỗ trợ rất nhiều. Các thầy phụ huynh đã hy sinh rất nhiều đầu tư cái này cho các em có cái cơ hội trình diễn. Tôi nghĩ đối với phụ huynh mà của câu lạc bộ, đây là cái đóng góp đầu tư tôi nghĩ là đáng giá nhất cho quý vị, đã giúp cho các em có cái cơ hội như này. Và điên các em nếu mà có cơ hội đóng góp tham dự trong chương trình này sẽ là cái sự đầu tư rất quan trọng để các em có thể phát triển cái khả năng học vấn của các em, cái sự tham gia trong cái xã hội của các em, cũng như là cái sự tự tin. Đó là những yếu tố đem đến cái sự thành công của các em trong trường học cũng như là trong tương lai về sau này. Dạ, cảm ơn luật sư. Mời Hillary. Dạ, con xin cảm ơn thầy Hưng, luật sư Long và cô Hồng Vân, và xin chào khán giả đài VNA. Mời chị Hồng Vân. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, một lần nữa mọi ý kiến đóng góp cho chương trình quý vị có thể gọi cho Cao Minh Hưng, số điện thoại là 714-403-9315, hoặc là vào trang website của chúng tôi là caulacbotuyenghiesi.com. Và lần nữa chị Hồng Vân, Hillary, Sĩ Lân và Cao Minh Hưng, chúng tôi xin trân trọng chia tay quý vị khán giả ở đây và xin hẹn vào chương trình tuần sau.